Như chúng ta biết á, trồng cây cảnh không chỉ là niềm đam mê mà nó còn đem lại cho người trồng khoản thu nhập không hề nhỏ. Và việc trồng những cái cây cảnh ở phía sân vườn, ở trước nhà thì sẽ gặp rất là nhiều cái rủi ro. Thì những tên trộm sẽ thường xuyên dòm ngó đối với những cây cảnh của chúng ta. Chúng có thể là đào trộm bất cứ lúc nào, chúng có thể lấy trộm bất cứ lúc nào, ban ngày cũng như ban đêm khi chúng ta đi ra khỏi nhà. Thông thường á, là để bảo vệ cho những cái cây cảnh này thì chúng ta sẽ trang bị một cái hệ thống khóa, là một dây lồi tối quấn xung quanh gốc cây như thế này, sau đó là chúng ta sẽ khóa vào gốc cột. Tuy nhiên đây là cái cách làm trông có vẻ chắc chắn nhưng thực tế là kẻ trộm sẽ dễ dàng lấy chúng, bởi vì chúng sẽ dùng kìm cộng lực, chúng cắt những cái dây tối này rất là dễ. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu chúng ta một cái bộ sản phẩm rất là hay chống trộm cây cảnh, không chỉ đối với một cây như thế này mà cho tất cả các cây cảnh ở trong vườn của chúng ta. Chỉ một hệ thống duy nhất nó sẽ làm được điều đó. Bộ sản phẩm mà tôi vừa mới nói ở đây, chúng ta quan sát trên màn ảnh, nó gồm có một cái loa, cái công suất rất là lớn, cường độ âm thanh là 130 decibel và một bộ điều khiển đơn giản như thế này. Khi chúng ta cấp nguồn cho bộ điều khiển này rồi thì chúng ta chỉ cần dùng một cái cọng dây điện ngụy trang tối màu. Thì ở đây do tôi demo chúng ta nên tôi dùng cái dây điện màu đỏ. Chúng ta sử dụng cái cọng dây điện này, chúng ta quấn xung quanh gốc cây của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ tiến hành thao tác chúng ta xem. Chúng ta tiến hành quấn xung quanh những gốc cây như thế này. Rồi, một cây nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi dây tiếp tục để chúng ta quấn vào một gốc cây thứ hai. Đây, tôi sẽ dùng những cái cây này tôi demo cho chúng ta xem. Rồi đến cây thứ ba nha. Rồi đến cây thứ tư. Chúng ta có thể là mở rộng cái dây này dài bao nhiêu mét cũng được và quấn xung quanh những cái gốc cây mà chúng ta cần được bảo vệ. Chỉ cần một cái hệ thống duy nhất. Khi kẻ trộm tiến hành lấy cái cây như thế này thì bọn chúng sẽ không biết đây là cái dây gì, thì chúng sẽ dùng dao kéo hoặc là bất cứ một cái vật gì đó để chúng có thể lấy được cái cây, thì bắt buộc là chúng phải gỡ cái dây này ra. Thì trong quá trình thao tác dùng kéo cắt thì ngay lập tức cái hệ thống chúng ta sẽ báo động. Đấy, chúng ta thấy thì với cái cường độ âm thanh là 130 decibel thì kẻ trộm sẽ bỏ cái ý định mà lấy cái cây cảnh của chúng ta và chúng sẽ tìm cách chúng lẩn trốn. Thì chúng ta thấy là với một cái bộ dụng cụ nhỏ gọn như thế này mà có thể là bảo vệ cho cả một cái vườn cây của chúng ta bất cứ thời điểm nào, dù cho là ban ngày hay ban đêm, trời nắng hay trời mưa, thì bọn chúng mà có ý định lấy cái cây cảnh thì bắt buộc chúng phải gỡ cái hệ thống dây này ra. Thì khi mà chúng cắt cái dây này thì cái hệ thống chúng ta sẽ báo động ngay lập tức, và như thế là mình đã phát hiện ra được là có người đang đào và đang có ý định lấy cây cảnh chúng ta, thì chúng ta sẽ chạy ra và kẻ trộm cũng sẽ hoảng hốt giật mình. Nếu trường hợp mà nhà chúng ta không có ai, không có người, hoặc là chúng ta đi vắng gì đó thì kẻ trộm cũng sẽ ngay lập tức bỏ cái ý định, bởi vì công việc làm của chúng đã bị phát hiện. Ở trên đây là tôi vừa mới giới thiệu bộ sản phẩm để bảo vệ cây cảnh cây kiểng của chúng ta. Thì nếu chúng ta quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với số điện thoại mà tôi để ở phần mô tả để được hướng dẫn cũng như là báo giá chi tiết cho chúng ta. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo.